organization for having this four-day retreat, your seventh one. Thank you very much for doing this. You know, I just returned from the Huntington Beach 4th of July parade. And during that parade, we celebrated America's history of democracy, of freedom. And today, we're also teaching our children about respect, respect for the elders, about history and culture. What a great combination. Thank you for sharing this with us in America. Thank you very much, and God bless America. Thank you so much, Senator Luke Correa. Và ban tổ chức cũng nhận thấy có sự hiện diện của anh Quang Trần, giám đốc của trường QTV, và cô Aiza, phụ tá của ông, thượng nghị sĩ Luke Correa. Và chương trình sẽ còn tiếp tục. Sau đây là xin mời ban tổ chức cũng như là Điền Quynh, Ngô Thành Bảo chuẩn bị cho các em chuẩn bị phần con trai để mời quan khách tham dự với ban tổ chức ngày hôm nay. Và trong thời gian dùng con trai thì các em sẽ phục vụ chương trình văn nghệ rất là phong phú, cũng như là những cái lời phát biểu từ quý cơ sở đạo đã đến đây tham dự ngày hôm nay, cũng như là một số quan khách. Và xin mời ban tổ chức chuẩn bị bàn để mà mời khách dùng con trai. Dạ, kính thưa chư chức sắc, chư chức vị.